Các bạn, các anh chị, anh Văn Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên, và hôm nay buổi chiều em giới thiệu liên quan kênh chị một vài cái xe giới thiệu một vài chiếc như vậy. Khi mà cái xe này, khi mà các bạn các anh chị mua thì em sẽ cho xe chở về đến tận nhà cho các bạn các anh chị luôn nha. Bỏ lên xe bán tải nè. Ngoài những chiếc xe Honda SH 2011-12 này, còn rất là nhiều xe Honda SH 208 cũng như là 209 mẫu cũ đó các bạn. Và bây giờ xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chi tiết từng em một nha. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị, không phải là Honda SH mà nó lại là một cái chiếc xe rất là phổ thông. Đó là quay. Đây là chiếc xe Honda Way S. Đó, màu đỏ. Way S màu đỏ. Và với chiếc xe Honda Way S màu đỏ bánh mâm bánh đĩa này, xe này là xe đi cày. Xe phổ thông đi cày nha các bạn. Còn với chiếc xe Honda Way S này, biển số của em nó là 54X86308. Thì với chiếc xe Honda Way S này thì mình muốn bán với giá là 11.500.000. 11.500.000 nha các bạn. Máy móc cực kỳ êm luôn nè. Máy móc bình đề đầy đủ. Máy móc êm du, điện đèn kèn còi, giấy tờ đầy đủ nghiêm chỉnh hết. 11.500.000 nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH. Thưa với các bạn các anh chị, đây là chiếc xe Honda SH 2010. Để em coi số máy nè các bạn. SH 2010 ha. SH 2010. Với một cái chiếc xe Honda SH. Với một cái chiếc xe Honda SH 2010 màu trắng, còn khá là liền lạc sạch sẽ từ trên xuống dưới. Và xin thưa với các bạn các anh chị, đây là Honda SH 125 nha các bạn. Em nó mang biển số 59C2 99783. Và với chiếc xe Honda SH 2010 này thì mình mong muốn bán với giá là 111.500.000 111.500.000 nha các bạn. Xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu đen. Màu đen, màu trắng đây, màu đen. Mỗi người có mỗi một cái sở thích nó khác nhau. Mỗi người có mỗi một cái sở thích khác nhau. Màu trắng cũng như là màu đen, màu nào nó cũng có cái nét đẹp của em đó. Với chiếc xe Honda SH màu đen này cũng vậy, em nó mang biển số là 59I1 98 97, số máy đây luôn. Bây giờ em quay số máy đây cho các bạn các chị, tại hơi tối á. Quay rõ ràng số máy để các bạn các anh chị cùng xem. Và với chiếc xe này thì muốn bán với giá là 116 triệu nha các bạn. Honda SH 125. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái chuyện chiếc xe Honda SH màu đen. SH cũng là màu đen. Và với chiếc xe Honda SH màu đen này nó đẹp hơn chút nữa các bạn. Đó, Honda SH màu đen này nó đẹp hơn, nó rực rỡ hơn, liền lạc hơn, sạch sẽ hơn.
mình đi đồng hồ mít cây 11.000. Và xin thưa với các bạn các anh chị, đây cũng là chiếc xe Honda SH mà hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ cầm tay. Với số máy đây các bạn. 105. Nha, số máy 105. Và với chiếc xe Honda SH Ý nguyên chiếc. Với số máy là 105 này. Con muốn bán với giá là 139 triệu. 139 triệu nha các bạn. 139 triệu. SH Ý nhập nguyên chiếc 105. 139 triệu. Cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu đỏ. Xe Honda SH màu đỏ. Nói chung là hai cái màu được chuộng nhất là màu trắng và màu đỏ nha các bạn. Là đen cũng được, nhưng mà là thường là cứ là màu trắng màu đỏ là hai cái màu được khách hàng nó như là các bạn cái cô chú anh chị chuộng nhất, trắng màu đỏ. Chiếc xe này cũng vậy, hồ sơ cầm tay là lúc các bạn mua là được bấm biển số mới liền. Cái xe này cũng vậy, 103 đồng nha các bạn, 103 đồng. Xe Ý nhập nguyên chiếc. Và với chiếc xe Ý nhập nguyên chiếc 103, hồ sơ cầm tay này thì các bạn muốn bán với giá là 135 triệu nha các bạn. 135 triệu. Em thắc ý nhập nguyên chiếc 103 đồng. Cảm ơn. Đó, và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu đỏ đen Sport. Màu đỏ đen Sport thì nó rất là thời trang, nó rất là mạnh mẽ, mâm đen cục đen nè các bạn. Còn xe màu đỏ này nhưng mà mâm xám cục bạc. Em này đi được 14.500. Và với chiếc xe này, với chiếc xe SH màu đỏ đen Sport này, em nó cũng là Honda SH Ý nhập nguyên chiếc này, số máy 102. Đó, biển số em nó là 59F2 34594. Và với chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 134 triệu 900. 134 triệu 900 nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là mình giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu trắng đen Sport. Màu trắng đen Sport. Xe Honda SH màu trắng đen Sport thì như các bạn thấy nhìn nó cũng rất là đẹp, rất đẹp luôn. Và với chiếc xe Honda SH màu trắng đen Sport này, em nó mang biển số là 59K2 23174, với số máy là 150 102 150 KF. Thì với chiếc xe Honda Ý nhập nguyên chiếc 150 màu trắng đen Sport này thì mình muốn bán với giá là 159 triệu 900. 159 triệu 900 cho một chiếc xe Honda Ý nhập nguyên chiếc 150 nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu cũng trắng đen Sport luôn. Đó, nói chung bây giờ em chỉ làm lên màu trắng đen Sport, nhưng mà nó tùy cái đời, nó có một chút cái thay đổi, ví dụ như cái này đồng hồ bích cây nó chỉ vậy thôi, không có thay đổi nhiều. Trắng đen Sport. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59 U1. Đây, 59 U1 27113. Em nói với số máy là 501 đời SH Việt Kiều Ý đời cuối 2012. Đây các bạn. Đó, 501. SH Việt Kiều Ý đời cuối 2012 nha các bạn.
cùng luôn, đời cuối cùng 2012. Và với chiếc xe Honda SH đời cuối 2012 này thì mình mong muốn bán với giá là 117.500. 117.500 nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda SH màu trắng mâm xám một bạc. Có xì bo thì nó có thường, phiên bản thường. Xe nó cũng còn sạch sẽ liền lạc. Nói chung là mấy cái xe này nó buộc phải đẹp các bạn. Bởi vì xe số tiền cả trăm triệu thì mà phải đẹp. Đó, xe này thì đi 23.000. Chiếc màu trắng đen xì bo này thì em này mang biển số là 59U2 42811. Và với chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe Honda NX Ý nhập nguyên chiếc 150. Và với chiếc xe Honda NX Ý nhập nguyên chiếc 150 này thì mình mong muốn bán với giá là 159.500. 159.500 nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là em cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda NX màu cũng trắng đen luôn. Không, trắng nha. Màu trắng xám các bạn. Và với chiếc xe Honda SH màu trắng xám này, em nó mang biển số là 59T2 52532. Và với chiếc xe này thì với số máy là 104 nha các bạn. Đó, với số máy là 104 cái đó, ý nhập nguyên chiếc 104 đầu thì mình mong muốn bán với giá là 136 triệu. 136 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và kế cái màu trắng thường thì lại có cái màu trắng đen xì bo đó, thì em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, trắng đen xì bo. Trắng đen xì bo. Biển số là 59F235654. Và với cái chiếc xe này thì số máy nó là tối quá, bên này không có thấy các bạn ơi. Để em đi qua bên này. Đây. 103 150. Đó, 1037. Với chiếc xe này thì mình đang muốn bán với giá là 168.900. 168.900. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc mâm bên này. Đỏ đen Sport các bạn. Đây, đỏ đen Sport. Tươi. Em có mang biển số là 59U2 27200. Và với chiếc xe Honda NX Ý nhập nguyên chiếc 150. Đó, 150. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 149 triệu. 149 triệu cho chiếc xe Honda NX Ý nhập nguyên chiếc 150. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, cũng một chiếc xe màu đỏ đen luôn, cũng đẹp giống vậy. Cũng đẹp giống vậy. Đỏ đen xì bo. Rất là mới đồ, còn đẹp lắm nè các bạn. Tan còn đẹp.
và với chiếc xe Honda SH. Chiếc xe này là một chiếc xe cũng là Honda đắc ý, nhập nguyên chiếc 150. Đó. Thì em có mang biển số là 59L1 51399. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 158 triệu. 158 triệu nha các bạn. Và kế nữa là một cái chiếc xe muốn giới thiệu, đó là một chiếc xe Honda đó, màu Mordo. Mordo. Cái này thì hồ sơ cầm tay các bạn. Đây là chiếc xe Honda đó, Việt Kiều Ý 150. Việt Kiều Ý 150. Hồ sơ cầm tay luôn. 150 thì chiếc xe này mình mong muốn bán với giá 138 triệu. 138 triệu nha các bạn. 150. 138 triệu. Hồ sơ cầm tay, bao bấm biển số liền luôn. Và kế nữa là em xin giới thiệu cũng một chiếc xe SH màu đỏ đô. Cũng màu đỏ đô luôn. Đó, chiếc xe màu đỏ đô này thì em nó có cái màu đỏ đen Sibon, còn liền lạc sạch sẽ. Bên này nó mang biển 59X406729. Em nó mang biển số máy là 105 1059. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 195 triệu. 195 triệu nha các bạn. Cái nữa là em xin giới thiệu chiếc màu đỏ mâm bạc. À, màu đỏ mâm bạc. Chiếc màu đỏ mâm bạc này thì em nó mang biển số là 59T258176. Và em này cũng là số máy của em, nó là 105. Em đắc ý nhập nguyên chiếc 150. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 185 triệu. 185 triệu nha các bạn. Và kế nữa là em xin giới thiệu chiếc xe Honda SH màu trắng đen Sibon. Màu trắng đen Sibon. Màu trắng đen Sibon. Em này thì mang biển số là 59V350829. Em này là SH Ý 104 đầu. Đó. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 132 triệu. 132 triệu nha các bạn. 132 triệu. Và cái nữa là chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc 100 mấy thì phải nhìn vô đây nè các bạn. Cái này là 150. Đó, nhìn vô. KF là 150, ZF là 125 nha các bạn. Em này có số máy là 105. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 187 triệu. 187 triệu nha các bạn. 187 triệu. Và chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc 150. Và em cũng xin thưa với các anh chị á, là mặc dù là bởi vì quay nó nhiều quá nó không có nói về chi tiết được, thì khi các bạn các anh chị tới xem trực tiếp thì các bạn sẽ được mở ra kiểm tra test các kiểu, đến khi nào mà mình cảm thấy nó hài lòng, nó vừa ý thì mình hài lòng vừa ý thì mình mới chọn cái sở thích của mình thôi. Chứ còn bây giờ một chiếc thì mình có thể mình nói nó dài dòng hơn, cái chi tiết hơn. Bây giờ cũng cơ bản là bây giờ em chỉ dám giới thiệu là cái xe gì, biển số mấy, giá tiền bao nhiêu thôi. Đó. Chứ bây giờ chỉ có giới thiệu được ví dụ như xe gì. Đó. Xe gì? Việt Kiều Ý hay là Ý? Thấy không? Việt Kiều Ý hay là Ý? Việt Kiều Ý hay Ý 125 hay 150? À, vậy thôi, rồi báo cái giá tiền công khai vậy thôi. Còn khi các bạn các anh chị tới, ví dụ như xe mình mở ra mình kiểm tra từ con ốc, chiếc nào
đầu nồi chưa rớt, lúc đó là mình sẽ thấy tại chỗ luôn ha. Mình sẽ mở ra mình kiểm tra chi tiết, hoặc là mình khuyến khích các bạn, các anh chị khi đi mua thì cứ đưa thợ thầy đi theo kiểm tra, hoặc là những người nào mà rành thì chúng ta hãy cùng đưa người thân đi kiểm tra giùm. Còn khi mà các bạn các anh chị chọn lựa được cái xe nào vừa ý thì em sẽ làm giấy tờ cho các bạn các anh chị toàn bộ hết. Nếu mà ở thành phố thì em bao ra tên, còn nếu mà ở tỉnh á, thì em bao rút hồ sơ hoặc là rút gốc sẵn á, hồ sơ cầm tay chuyển về đến tận nhà cho các bạn các anh chị mới thu tiền luôn đó, không có bao giờ thu tiền trước. Nếu có quả chăng chỉ là nhận tượng trưng 10-20 triệu thôi, rồi chở xe về đến tận nhà mới thu tiền nha các bạn. Và bất cứ xe nào các bạn các anh chị có thích chiếc này nhưng mà màu kia thì em sẽ hoàn toàn đổi cho các bạn các anh chị hoàn toàn miễn phí luôn, từ màu này qua màu kia hoàn toàn miễn phí, hoặc từ mâm trắng qua mâm đen, mâm đen qua mâm trắng gì đổi một cách hoàn toàn miễn phí, không tốn bất cứ một chi phí gì hết. Và thật ra thì giới thiệu thì em giới thiệu không có hay, nó chỉ cơ bản là giới thiệu vậy thôi, nên mong các bạn các anh chị có cái gì coi như là hay hơn hoặc là chi tiết hơn thì hỗ trợ góp ý giùm em, để em sẽ cố gắng em nâng cấp bản thân lên để em giới thiệu cho nó rõ ràng, nó chi tiết hơn. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị, chúc tất cả các bạn các anh chị hái được nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống nha.